Xin chào toàn thể anh em yêu tàu thuyền nha anh em ơi. Xin chào toàn thể anh em yêu tàu thuyền nha anh em ơi. Bữa nay mình sẽ quay một cái động cơ giang ma khui thùng nha anh em. Đây là một cái động cơ giang ma được khui thùng nhập nghiêng mới từ bên Nhật về nha anh em ơi. Đây là mình sẽ quay thông số của máy anh em xem trước nha. Đây là động cơ 6 AE. Đây 6 AE giang ma 610 kW là 830 mã lực nha anh em. Với dòng tua là 1900 dòng trên phút. Động cơ giang me được khui thùng mới hoàn toàn, nhập từ bên Nhật về, nghiêng đai nghiêng kiện. Máy quá đẻ luôn. Đây lần đầu tiên chiêm ngưỡng cái máy này luôn á. Ký hiệu giang me quá đẹp, quá rực rỡ. Ai làm biển mà thấy cái máy này đều mơ hết, không riêng ai hết. Sáu lóc chà bé lửa luôn. Ồ, cái ông bo nó to dữ dằn rồi đây. Thay cái lò xo. Đây hộp số zin của giang me luôn anh em ơi. Hộp số zin theo máy luôn nha anh em. Có, có. Lúc nào em biên tập xong em đăng lên là có liền. Biên tập lại cho nó đẹp chút. Ồ, cái ông bô nó như cái canh lên em. Này mình thấy hai tục bô hả không chú? Một tẹt. 6 AE đập thùng 6 AIM. Này cục đờ. Máy đập nghiêng thùng nghiêng rin luôn. Mới hoàn toàn 100% luôn. Nói về các cái dòng máy mà chạy tàu biển thì mình khoái nhất là cái dòng máy giang me nha anh em. Bởi vì cái thương hiệu giang me nó đập vào ở trong cái suy nghĩ cũng như là cái chất lượng của giang me nó đã được khẳng định rất là nhiều. Cho nên là nói về các cái dòng máy thủy mà chạy biển thì mình thích cái dòng máy giang me nhất. Làm biển mà được cái máy này xài thấy vui. Chất lượng rồi. Dạ. Khẳng định tầm quốc rồi. Lúc đầu là cháu cũng đoán là cái máy chắc chắn cái máy trên tàu là máy 6 AIM. Đây quay gần thì anh em thấy là nước sơn rin bóng rạnh luôn anh em ơi. Anh em áo mình lấy lau máy luôn anh em. Mới ten xì beng luôn à.
không có một bất kỳ một cái vết trầy xước, vết chân chim nào hết. Tất cả đều mới hoàn toàn. Ở đây cái bình nước ngọt của nó thiết kế. À, nó sâu hả? Dạ. Nó không có chạy, nó không có hao nước đâu gì ha. Này cục tắc chớ rin của Giang Me có tí xíu à. Dạ. Cái máy to vậy nhưng mà cái cục sạc có chút xíu thôi nha anh em. Chủ yếu là chất lượng như thế nào thôi. Này. Mình quay 6 con heo dầu. Mới ten xe ben luôn. Sơn rin kịn luôn, tất cả đều mới hoàn toàn. Mấy cái tem mới mà bóng loáng luôn, đỏ chói luôn. Tấm này là lược dầu. Lược dầu. Một cái máy Giang Ma mới nguyên vin luôn. Ở này có hai cái đồng hồ đo nhiệt cơ, đo nhiệt độ, độ nhiệt độ của bô. Quá đẹp. Sáu EIM. Máy này lúc mua là nó nghiêng các cái bộ số nó luôn nha. Số nó nhìn 5 tua. Dạ. 5 tua nó chạy tay quạt 1m7 chú. Tay quạt 1m7. Dạ. Tay quạt này chắc tay 1m8. Cùng quan sát và chiêm ngưỡng động cơ Giang Me 6EIM khui thùng nha anh em. Mình sẽ quay lại cái khu vực thông số một lần nữa anh em ơi. Đây động cơ Giang Me 6EIM ở ngay chỗ cái khu vực cần thăm dò, còn cái tem của hãng Giang Me luôn anh em. Còn cái tem giấy xuất xưởng của hãng Giang Me luôn nè anh em. Đây số gì đây, có cái ông gì Kitamedo gì ông ký đây, có chữ ký của ông luôn. Ông này ông ký xuất xưởng cho cái máy nè. Đây những cái thông số, những cái mạc của hãng đều còn nguyên zin hết sau 1 năm sử dụng. Quá đẻ luôn. Thôi video mình quay tới đây là cũng đã dài và đầy đủ thông tin về cái máy Giang Me 6EIM được nhập mới nguyên thùng nguyên rin từ hãng bên Nhật về tại Việt Nam và đưa vào sử dụng tại một con tàu cá rất là hiện đại tại Phú Lạc anh em. Tàu này là tàu của anh Tấn Anh Phú Lạc nha anh em ơi. Xin chào anh em nha. Anh em nhớ like kênh, chia sẻ và ủng hộ kênh mình nha anh em. Máy này hồi lúc mà mua mới hình như là nó mấy tỷ hả? Cũng không biết nữa, Dạ. không biết là mình nhắm nhắm độ cũng mấy tỷ rồi, không có rõ nữa. Dạ. Lo làm không chạy đâu có. Nhưng Lo làm không chạy đâu mà có. chắc nó rơi vào tầm giá chắc cũng phải mấy tỷ. Nội dân mấy đấy là cũng bọn ấy, ba mấy đấy là cũng bọn rồi. Dạ. Mà ý là mình không biết cái tầm ấy là lạc không, mình đâu có còn nghe nó cổ bao nhiêu cho mình đâu có. Tại lúc mình làm
ở đây nó tên tàu xài mà mấy cái bồn dầu này nó nhiêu lít chút? 12.000. 12.000 lít. Hai bồn 12.000. Hai bồn này nó làm dính dính nhau mình không đó, thấy cái hai khoảng bồn cách ghép không? bên cái hầm hầm sâu đi thôi. À. Hầm sâu. Ngửa mà. Hai tàu sử dụng trên tàu chứa 12.000 lít dầu. Hai cái bồn lát tít chứa 12.000 lít dầu nha anh em. Khủng khiếp. Bên này là một cái động cơ 6 đu xăng. Khui thùng luôn. Mới luôn. Đây mình coi thử cái động cơ 6 đu xăng này nó công suất ngựa của nó bao nhiêu đây. Mình sẽ khám phá thử cái động cơ 6 đu xăng. Cái máy 6 đu xăng nó gọn hơn. Bình điện là nó dính chung trong máy luôn. À, vậy máy này lúc mình mua là nó là máy phát điện. Dạ. Hàn Quốc. Dạ. Đây là hệ thống máy phát điện ở trên tàu 6 đu xăng. Nó bao gồm máy và cả bình phát điện luôn. Để sử dụng cho con tàu 100 bóng điện, bóng 1.000W, bóng 1.500W. Đây có hệ thống cắt điện, cắt điện máy lớn. Ngắt điện và ngắt điện và mở điện. Dạ. Ngắt điện ví dụ mình làm gì trong nhiều hộ nó chập điện nó nổ chạy. Dạ. Ngắt điện là nó ngắt luôn. Dù ai đưa ở trên kia là không nổ. Dạ. À, như mình đi về là mình ngắt ngắt hệ thống điện. Ví dụ mình làm gì là mình ngắt điện. Dạ. Mình ngắt điện cho cái nhiều hộ mình làm gì đó mình sợ nó chạy. Đây, một cỗ máy Doosan chạy điện được nhập và thẳng nguyên thùng từ Hàn Quốc về luôn. Và hệ thống máy phát điện này được nhập nguyên thùng và cả bình điện đi kèm. Mình sẽ quay thông số kỹ thuật của cái máy Doosan này cho anh em xem. Đó là 370 kW và 1.500 RPM là 1.500 tua trên phút. Đây 1.500 RPM, 370 kW là mình nhân cho 1.6, 1.36 là nó ra mã lực của máy nha anh em. Thì mã lực của máy bấm được không? Dạ. Bấm được không? Dạ. Cái này mình bấm nút này. Dạ. Bấm nút được. Bấm đờ bấm tắt. Vậy mấy điện là mình xuống dưới này mình đờ luôn hả chú? Ý là mình bấm nút không chứ. Dạ. Bấm nút không chứ đâu. Bấm nút không? Thì bấm nút vô là nổ. Dạ. Hệ thống máy tàu anh ổng là sử dụng chỉ có cái máy chạy là nó giống như bên này thôi hả? Dạ. Vậy tàu ổng 6 cũng 6 EIM luôn. Dạ. Mình sẽ qua bên này quay một cái máy Hyundai máy 4 và cũng được nhập nguyên thùng luôn. Theo yêu cầu của rất nhiều anh em thì anh em nói mình là hãy quay cái khoang máy của những con tàu đi. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video này để quay đầy đủ tất cả các máy trong con tàu cho anh em xem. Thì toàn bộ những cái con tàu này đều được trang bị cả máy chạy và máy sử dụng phát điện ở trong tàu, đều hoàn toàn là máy mới nhập mới 100% từ nước ngoài về hết anh em. Trong đó có máy chạy thì sử dụng máy giang me của Nhật, còn các cái máy phát điện là sử dụng máy nghiêng thùng của Hàn Quốc nha anh em ơi. Máy này là máy Hyundai
4 Hyundai được sử dụng cho cái hệ thống điện anh em sinh hoạt ở trên tàu. Và máy này hình như là được nhập về và nghiêng máy và nghiêng kẻ máy phát điện luôn không chứ. Ở đây có kẻ chìa khóa và bảng tấp lô. Dạ. Bật một phát là kinh. Máy Doosan thì mình nghe nhiều, Daewoo mình nghe cũng nhiều, nhưng mà máy Hyundai thì bữa nay mình được chiêm ngưỡng. Nay mình được chiêm ngưỡng nhan sắc của máy Hyundai. Mình thấy có một điều đặc biệt của cái máy Hyundai là trên cái lóc máy nó làm xong cái hộp kim nhôm của nó là nó không cần sơn luôn. Máy này không cần sơn luôn. Nghiêng từ một khối nhôm, người ta họ làm cái nắp chụp lóc, xong rồi họ có khắc cái chữ Hyundai lên trên đó và không cần sơn phủ ở bên ngoài luôn nha anh em. Này bô lửa của máy nè, hệ thống gió, hệ thống này gió, gió qua tục bô lấy gió. Này còn mới tăng luôn, len ken xì ben. Cái này bình nước ngọt của máy, nước ngọt làm bằng inox mới hoàn toàn. Đây hệ thống ống bô của tất cả các máy. Phòng máy này có lẽ là cái phòng máy hiện đại nhất trong các con tàu rồi. Với động cơ chạy Yanma 6AIM, máy phát điện là Daewoo gần 500 mã lực. Doosan 370 kW tương ứng như gần 500 mã lực. Bên này là máy sử dụng điện sinh hoạt của anh em, máy Hyundai. Thôi video mình quay tới đây, mình xin chào và tạm biệt anh em. Mọi người nhớ đăng ký kênh và chia sẻ video ủng hộ mình nha anh em ơi. Cảm ơn anh chủ tàu đã giải thích và chia sẻ đồng hành với anh em trong quá trình quay video nha anh em ơi.